Còn bây giờ tiếp tục chuyển động 24 giờ, chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cùng biên tập viên Xuân Anh. Xin chào chị ạ. Tại Hà Nội ngày hôm nay thì buổi sáng mưa đã giảm rồi và nắng bắt đầu lên. Không biết là buổi chiều thì mưa sẽ như thế nào? Vâng, thưa anh Hạnh Phúc, khả năng là mưa ở thủ đô Hà Nội vào chiều nay khá là thấp, trời sẽ nắng nhiều và nóng hơn. Thưa quý vị khán giả, ngay từ sáng ngày hôm nay thì trời nắng, bởi vậy mà không còn mưa mát, nhiệt độ cũng tăng nhanh. Lúc 10 giờ thì cũng đã tăng 6 độ so với cùng thời điểm của ngày hôm qua và ở mức là 30 độ. Dự báo nền nhiệt ở thủ đô Hà Nội sẽ còn tiếp tục xu thế tăng lên trong chiều ngày hôm nay. Trong khoảng từ 2 cho tới 4 giờ, mức nhiệt cao nhất sẽ là 33 độ, cảm giác nóng hẳn lên. Nhiều khả năng là trời sẽ còn nắng cho đến cuối chiều bởi vì xác suất mưa ở đây khá thấp, có chăng chỉ là mưa rào nhẹ thoáng qua mà thôi. Trời nóng hơn thì chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV ở Hà Nội cũng tăng lên. Trưa chiều nay, dự báo cao nhất sẽ là ở mức 9, mức rất cao có thể gây hại cho da và mắt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì UV chỉ được coi là an toàn khi mà nó ở mức 1 và 2 mà thôi. Còn từ mức 8 trở lên thì chúng ta rất cần các biện pháp bảo vệ và khuyến cáo người dân bắt buộc là phải sử dụng các biện pháp chống nắng. Bởi vậy quý vị cũng nên hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian là từ 12 giờ cho đến 14 giờ. Trái với thời tiết nắng nhiều ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay sẽ tiếp tục có mưa dông. Ngoài dông sét, gió giật mạnh thì có thể sẽ còn có mưa to cục bộ và mưa dồn dập trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ gây ra hiện tượng là ngập úng tại một số tuyến đường trũng thấp. Và vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý.